Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bệnh chứng chung của tiểu đường: đầu nặng, lờ đờ, mệt mỏi, muốn ngủ, nóng nhức trong đầu óc, da khô sần, lở ngứa, bàn chân nóng, đắp chăn vẫn phải thò chân ra ngoài, thận hư, âm hư nội nhiệt, người nóng thì xương khô. Đây là cái nóng giả tạo. Bệnh chứng diễn tiến qua hệ tam tiêu. Bệnh ở thượng tiêu: lưỡi khô, nứt, rát, làm cho bị khát nước, phải uống rất nhiều nước trong ngày mà không đã khát. Họng khô, do phế bị kết nhiệt lâu ngày. Bệnh ở trung tiêu: mau đói, ăn rất nhiều, vẫn teo gầy, da mồ hôi, đại tiện táo bón. Bệnh ở hạ tiêu: nóng sốt trong người, thèm nước, uống nhiều, vành tai khô nứt, tiểu nhiều, mỗi lần ra từng tí một, tiểu đục như mỡ, nước tiểu nổi bọt lâu tan, nhất là lần tiểu đầu trong ngày và buổi sáng. Bọt nổi lên, sau hơn nửa giờ mới tan. Bắp chân teo, đi đứng nặng nề, tình dục yếu kém. Khi bệnh ở hạ tiêu còn nhẹ, thì uống vào bao nhiêu nước, tiểu ra bấy nhiêu. Nước theo tỷ lệ uống vào 1, tiểu ra 1. Khi bệnh nặng, tiểu nhiều hơn, từ 2 đến 10 lít nước tiểu mỗi ngày. Uống vào 1, tiểu ra 2, nghĩa là nó rút thêm nước dự trữ trong cơ thể theo ra luôn, làm cho cơ thể mất trọng lượng, gầy, ốm dần, cho đến kiệt sức. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.